Cá ngừ, bà con ta biết cá ngừ hết bà con. Cá ngừ nó bình dân, rẻ tiền mà dễ ăn, tốt cho sức khỏe mà rẻ tiền. Nhưng mà không phải ai cũng ăn được đâu hết bà con ạ. Bởi vì có nhiều người nhiều bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá ngừ bà con nha. Vui lòng đừng ăn cá ngừ, bởi vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và không tốn gì cho sức khỏe của mình. Không tốt cho sức khỏe làm người mình mất mạnh khỏe nha bà con. Bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi những người không nên ăn cá ngừ là những người có bệnh tim, mạch, tổn thương não, dị ứng, bà bầu, trẻ nhỏ, người từ 60 tuổi trở lên, người có ung thư, hen, suyễn, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm là vui lòng đừng ăn cá ngừ bà con ạ. Ăn cá ngừ không tốt gì đâu bà con. Đó, còn ăn cá ngừ nó tốt cho hệ tim mạch, tốt cho xương khớp, ngăn ngừa ung thư, tốt cho đang ăn cảm thấy bị ngứa, sưng đỏ cơ thể là chúng ta nó xuất hiện rồi, thì trạng thái hen suyễn này ngưng ăn ngay, đi bệnh viện gấp gấp, không ăn quá 200 gram. Nó tốt nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được, không ăn quá 200 gram một ngày, ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp bà con ơi. Kênh chúng tôi nói về đời sống sức khỏe, một ngày có 4 video nói về sức khỏe, bệnh gì nên không nên ăn gì, bệnh gì nên ăn gì, cho bà con có thấy được. Vui lòng đăng ký được 4 video đời sống sức khỏe chúng tôi đến với bà con sớm hơn và ủng hộ chúng tôi như vậy, và chia sẻ, bà con chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh bà con nha. Bà con ơi, cá ngừ là những người không ăn là những người có tim mạch không ăn cá ngừ, tổn thương não, dị ứng, bà bầu, trẻ nhỏ, người từ 60 tuổi trở lên, ung thư, hen, suyễn, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm là không nên ăn cá ngừ. Còn cá ngừ nó tốt cho hệ tim mạch, nó tốt cho xương, khớp, tốt cho việc ngăn ngừa ung thư, tốt cho việc bị ngứa ngáy, tốt cho sưng đỏ, cơ thể tiết xuất hiện trạng thái hen suyễn là ngưng ăn ngay nha bà con, là ta phải đi bệnh viện. Mà ăn thì không quá 200 gram một ngày, ăn 5 ngày rồi nghỉ rồi ta mới được ăn tiếp bà con ơi. Bà con thấy được kênh 4 video chúng tôi có 4 video nói hàng ngày về đời sống, về sức khỏe, bệnh gì nên ăn gì, bệnh gì không nên ăn gì. Đó, bà con thấy được, đăng ký được 4 video nó sớm đến hơn và vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào nào.